Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng tinh mơ, mình thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, an vui, phải không? Nhưng mà rồi qua đến trưa, rồi cái qua đến chiều, do công việc, do áp lực, do các cái mối quan hệ bất như ý, có khi cái mình thấy mình buồn buồn, có khi cái mình thấy mình bực bực, phải không? Rồi cũng có những lúc nó quá khổ, mình cứ ngỡ như là mình đang sống ở trong một cái sự đầy đọa nào đó. Trong suốt một ngày, từ sáng đến tối, rồi từ tối qua lại sáng, có lúc thì mình hạnh phúc, vui vẻ, có những khi thì mình buồn chán. Lúc đó thì sống trong sân giận, lúc đó thì thấy như là một cái sự đầy đọa nào đó. Rồi lại cũng có những khoảnh khắc mà mình bị chi phối bởi những cái dục tính, những cái cám dỗ của cuộc đời. Chỉ trong một ngày thôi mà mình đã trải qua nhiều trạng thái tâm thức khác nhau. Sự di chuyển của trạng thái tâm thức đó, nó theo cái vòng tròn, cứ hết vui rồi lại buồn, sướng lại lại khổ, hạnh phúc rồi lại bất hạnh. Tức là mình luân hồi trong nhiều cảnh giới. Có khi chỉ là những khoảnh khắc, có khi chỉ là một giờ thôi, nhưng mà mình đã đi qua rất nhiều trạng thái tâm thức của chúng sinh. Mỗi trạng thái tâm thức đó là một cảnh giới. Mỗi trạng thái tâm thức đó là một kiếp sống. Thế thì có mấy cảnh giới sống ở thế gian này? Đức Phật dạy có 6 cảnh giới.
Cảnh giới đầu tiên là cảnh giới gì quý vị? Cảnh giới của cõi trời. Cảnh giới là cõi trời. Trời là cảnh giới, nếu mà nói theo về cái mặt mà địa lý không gian thì trời là cảnh giới ở bên trên, trên cảnh giới người, ở một cái nơi ở trên cao nào đó. Chúng ta sống ở trên trái đất này, mình chỉ biết trái đất này, mình chỉ biết hành tinh này, mình chỉ biết sự sống của chúng ta. Nhưng Đức Phật dạy cuộc sống của chúng sinh vô số cảnh giới mà mình không biết tới thôi. Không biết không có nghĩa là không có. Mà cho đến giờ phút này khoa học đã chứng minh điều đó. Cái tri thức của con người cũng đã bắt đầu ngấp nghé biết được sự sống ở ngoài hành tinh. So với vũ trụ bao la, trái đất có chút xíu à, nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Chẳng có nghĩa lý gì hết. Trái đất chỉ là một hạt cát trong vũ trụ bao la. Bây giờ khoa học người ta đã chứng minh được có những cái hành tinh sống cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng. Có nghĩa là cái độ cách biệt đó không thể nào đo bằng km, không thể nào đo bằng mai, mà phải đo bằng tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng nó đi 300.000 km trên một giây. Cứ một giây là nó đi 300.000 km. Và một phút thì nó sẽ đi được bao nhiêu? Một giờ nó đi được bao nhiêu? Giữa mình với mặt trời, mình thấy nó xa dịu vời phải không? Nhưng mà từ đây lên đến mặt trời thực ra chỉ có 8 phút rưỡi thôi. Với tốc độ 300.000 km một giây thì từ đây chạm được mặt trời 8 phút rưỡi. Nhưng có những vì sao, có những tinh tú, người ta đã tính được cái tốc độ ánh sáng từ trái đất đến những cái tinh cầu đó hàng triệu năm ánh sáng, hàng tỷ năm ánh sáng. Sự sống là vô biên. Như vậy trái đất mình chẳng thấm thía gì cả so với cái vũ trụ bao la. Mà mỗi tinh tú đều có chúng sinh, đều có sự sống ở trên đó. Cho nên trời là một cảnh giới của các loài chúng sinh. Ta nhớ mẹ của Thái tử Siddhartha sinh Thái tử được 7 ngày thì bà qua đời và được sinh thiên, được về cung trời Đau Lợi, tức là tái sinh về một cảnh giới của sự an nhàn, của sự hạnh phúc. Trời là một cảnh giới mà ở nơi đó chúng sinh được hưởng cái phước báo rất là lớn. Thọ mạng phải nói là hàng triệu 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 năm. Tất cả chỉ sống bằng thức, cảm nhận bằng thức biết. Mình muốn ăn á thì mình phải gieo, phải trồng, phải cấy, rồi phải gặt, rồi phải nấu nướng, rồi phải ăn. Sự sống của cảnh giới các tầng trời chỉ cần tưởng là có, ước là được. Cái phước báo nó như vậy. Mình muốn mặc một chiếc áo là mình phải dệt, mình phải làm vải, mình phải may mặc. Phước báo của các cảnh giới ở cõi trời tưởng là được, tưởng là có. Vì vậy cho nên một số các cái tôn giáo mà đặt cái niềm tin vào đấng tối cao, cầu nguyện để
được sinh về cõi trời, mà chúng ta thường nghe cái từ gọi là thiên đàng. Thiên đàng, thiên đàng là cảnh giới của các cõi trời. Đó là cảnh giới cấp cao trong sáu cảnh giới của chúng sinh. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới gì quý vị? Là thứ hai là gì? Người. Cảnh giới người ở đâu? Cảnh giới người ở đây. Tới Atula, nhưng mà mấy vị vội tới cảnh giới người cho nên thầy chạy đến trái đất trước. Tức là vừa nói trời xong cái là nó người liền. Cho nên là thôi mình quẹo gấp qua cõi trời một chút, cõi người rồi, rồi đến Atula sau. Cảnh giới người là cảnh giới của chúng ta, cảnh giới sống ở trên trái đất này cho đến tháng 6 2016, dân số thế giới khoảng 7 tỷ 300 triệu dân, chia đều cho 5 châu lục: châu Mỹ, châu Á, châu Úc, châu Phi và châu gì? Và châu Âu. 5 châu, 7 tỷ 300 triệu dân, trên dưới 200 quốc gia, và là cảnh giới con người. Nhưng mỗi quốc gia là một giống dân, trong một giống dân đó có nhiều sắc tộc. Riêng ở Việt Nam mình không á, thì quý vị thấy là cũng đã 54 dân tộc rồi. Ngay trong một quốc gia mà cỡ như là cái dân tộc này nói dân tộc kia không nghe. Rồi trên đất Mỹ cũng vậy. Đất Mỹ nó thuộc về Hiệp Chủng Quốc á. Không có một cái sắc tộc nào trên thế giới mà không có mặt ở tại Hoa Kỳ. Có đủ hết rồi. Ngay như người Việt Nam mình, những người dân tộc thiểu số sống thâm thẳm ở Tây Nguyên, Tây Bắc cũng có mặt ở trên đất Mỹ đây rồi. Ngoài ra ở các giống dân da vàng, da trắng, da đỏ, da nâu, da đen gì có hết. Cảnh giới người, cảnh giới chúng ta đang sống. Cảnh giới này nụ cười cũng nhiều, nước mắt cũng lắm, tiếng vỗ tay cũng nhiều, mà tiếng dậm chân đập bàn cũng lắm. Những tiếng nói dễ thương cũng nhiều, mà tiếng hét tiếng la cũng dữ. Cảnh giới của chúng ta. Cảnh giới thứ ba, quay lại, cảnh giới gì? Atula. Atula là cảnh giới của những vị thần. Cảnh giới của những vị thần. Cảnh giới này, những vị này biết làm thiện, biết làm những điều lành, cũng có ý chí vươn lên, nhưng mà tâm hơi háo thắng, tâm hay sân giận. Ở trong kinh còn nói là mấy ông Atula là luôn luôn lên đi chiến đấu với mấy ông trời. Thấy cảnh giới kia ở trên cao, háo thắng, lên chiến đấu, lên cho bằng được. Nhưng không có cuộc chiến nào thắng hết á, mà bại không à. Cái ác không bao giờ chiến thắng được cái thiện. Trong cuộc sống này, thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy những cái đền, những cái miếu mà người ta thờ những vị thần, phải không? Những vị thần, những vị thành hoàng, bổn sứ, thần này, thần kia. Không phải là không có đâu. Những vị này cũng là một tình thức chúng sinh, thọ mạng có thể nói nhiều trăm năm, nhưng mà thần được dân chúng tôn thờ. Nhưng mà cũng có những cái có buồn vui, sân giận hoan hỷ.
Cho nên ông bà mình ngày xưa mà thấy con cháu mà nó đi ra ngoài gốc cây, nó đi ra một cái miếu nào đó, nó đùa, nó chơi, rồi nó chẳng may nó tối nó về cứ nó đau đầu, rồi nó hay khóc hay la. Thế là bố mẹ nói: sáng nay con mình nó đến nó làm quấy nhiều các vị thần, ra đó để đốt nhang, để khấn nguyện, để tạ lỗi. Những vị thần này tâm có những sân giận, có những cái ghét thương, có những cái buồn vui, đành rằng là thọ mạng lớn hơn, công đức một phần nào đó cũng có tăng trưởng, được một bộ phận người tôn thờ, nhưng vẫn có tâm thức chúng sinh. Đó là cảnh giới của những vị thần. Cảnh giới thứ tư là cảnh giới gì? Súc sinh. Súc sinh là cảnh giới gì? Cảnh giới của những loài cầm thú. Cảnh giới của những loài cầm thú. Có những loài sinh ra bằng trứng, như con gì? Con gà, con vịt, con ngỗng, con ngan, con chim. Có những loài sinh ra bằng thai, như con gì? Con bò, con trâu, con ngựa, vân vân. Ngay như con người cũng sinh ra bằng thai, nhưng mà một cảnh giới cấp cao hơn các loài chúng thú. Có những loài sinh ra ở nơi ẩm thấp, như con gì? Con trùng. Như những con mà sống ở dưới nước. Có những loài sinh ra bằng sự biến hóa, như con gì? Con muỗi, con bướm, hình như con bê bê. Con muỗi nó sinh ra ở đâu? Nó sinh ra dưới nước, rồi nó làm lăng quăng, rồi nó biến lên, nó bay lên trời. Thì bốn loài chúng sinh là noãn thai thấp hóa. Noãn là sinh ra bằng trứng, thai là sinh ra trong cái bào thai, trong cái bọc. Thấp là sinh ra ở chỗ ẩm thấp, và hóa là sinh ra trong sự biến hóa. Các loài súc sinh hầu như là sinh ở bốn trạng thái này. Có những loài chúng sinh sinh rồi ở dưới nước, con cá, con tôm. Có những loài sinh ra ở ngay trong lòng đất, như con mối, như con trùng. Có những loài sinh ra sống ở trên mặt đất, điều này chúng ta dễ thấy. Và có những loài bay trên không trung, con chim, con bướm. Có những loài hai chân, có những loài bốn chân, có những loài sáu chân, có những loài nhiều chân, có những loài không có chân nào hết, con rắn, vân vân. Đó là các loài chúng sinh ở trong cảnh giới thú. Cảnh giới thứ năm là cảnh giới gì? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ chúng ta thường gọi là ngạ quỷ, nhưng mà nếu mà nói cho nó đúng chính tả đó là phải là ngã quỷ. Ngã là gì? Ngã là đói khát. Ngã quỷ là những con quỷ đói. Trong cảnh giới này nó có ma và nó có quỷ. Những cái oan hồn sống vất vưởng ở nơi này, ở chốn kia, mà chúng ta thường cúng á, thì đó là cảnh giới ngạ quỷ. Mà người ta gọi là những oan hồn mà hiền hậu là ma. Những cái hồn những mà hơi hung dữ là đó là gọi là quỷ. Quỷ. Những cảnh giới này nó đói khát. Đói khát. Đói khát cho nên phải đi tìm cầu, phải đi kiếm sống. Nó cũng giống như con người chúng ta đó. Có những người hiền hậu thì đi ăn xin. Ai cho thì cho, không cho là thôi, này ăn xin. Có những người không có đi ăn xin, nhưng mà cái tánh tình hung dữ đi ăn gì? Ăn cướp, đi ăn trộm. Đấy, cái kẻ hung dữ thì trộm cướp, mà kẻ hiền hiền thì ăn xin.
Đấy, cảnh giới ma là đó, quỷ là đó. Cho nên thường thường là người ta sợ quỷ hơn sợ ma. Ma cũng sợ, nhưng ma nó chỉ le lưỡi ra thôi, chứ con quỷ là đưa cái vuốt ra chụp mình. Và cảnh giới cuối cùng là cảnh giới gì? Địa ngục. Địa ngục là cảnh giới bị đọa đày, bị sống trong lao khổ, bị nhận lấy những cái hậu quả do ác nghiệp tạo ra. Ở nơi đó là sự sống luôn luôn bị khổ đau, và không bao giờ biết mỉm cười, không bao giờ hết nước mắt, không bao giờ biết hạnh phúc là gì. Sáu cảnh giới đó tùy theo nghiệp thức chúng sinh mà tái sinh để sống. Trong sáu cảnh giới này, mình nhận thức, mình biết được mấy cảnh giới quý vị? Cảnh giới của mình thì hiển nhiên rồi, và thêm cảnh giới gì nữa? Súc sinh, cõi trời mình biết không? Không biết. Atula, không biết. Địa ngục, không biết. Ngạ quỷ, ngạ quỷ biết không? Cảm nhận thôi, cũng không biết luôn. Không biết, nhưng không có nghĩa là không có. Bảo là không có ngạ quỷ, không có ma. Không có mà sao sợ? Không có cõi trời, không có mà sao cũng hướng tới. Cái lý tưởng mình hướng lên cái sự sống cao thượng, mình hướng tới. Cho nên chúng ta chỉ biết được người và súc sinh, trời, thần, ngạ quỷ, địa ngục, mình không biết. Thế thì chừng nào mình biết? Tu chứng đi rồi biết hả? Có một con rùa, nó đi chơi, nó đi lên trên đất khô, nó đi thăm cái công viên này, nó đi thăm cái ngôi chùa nọ, rồi nó đi thăm những cái cảnh giới ở trên đất liền một thời gian dài. Cái nó về lại như nước, nó về lại biển cả. Thì nó gặp mấy đứa cháu cá. Cá hỏi: chào bác rùa, khi nay bác đi đâu lâu quá rồi cháu không thấy. Khi nay bác đi lên thăm tỉnh Thất Hiền Như. Tỉnh Thất Hiền Như ở chỗ nào? Là nó ở trên đất liền. Ở đó có cây cối, rồi có chim hót, rồi có quý sư cô tụng kinh, có quý Phật tử đến nghe pháp, ở nơi đây làm những việc thiện, việc lành. Nhưng cá nói: làm gì có chuyện đó, làm sao mà có được cái cảnh giới mà tiếng này tiếng nọ. Ông nói: không, ở trên đó bao la lắm, có phố Bôn Sa, có Lít Đô Sài Gòn, rồi có xe cộ chạy, có máy bay bay trên trời, rồi có cảnh ca hát, rồi vui chơi đủ kiểu cách. Con cá nó không tin. Bác rùa ngồi suy ngẫm. Thì không tin thì chịu, chứ giờ biết sao giờ. Con chỉ ở dưới nước, và con chỉ biết trong cái cảnh giới nước của con thôi. Còn những cảnh giới ở bên trên này, trên mặt đất con không biết. Mà bác nói thêm một cái chuyện nữa, mà có những cái con nó có cánh nó bay trên mặt đất nữa, thì con càng không tin nữa. Nhưng mà có, ngoài cảnh giới mà mình sống đây á, là ở trên khô cũng có sự sống, rồi trên mặt đất còn bay lên trên nữa. Có. Câu chuyện đó nó nói chúng ta cái gì? Chúng ta sống trong cảnh giới của mình giống như những con cá. Mình chỉ biết trong cái phạm vi này thôi, chứ còn thoát ngoài cảnh giới mình không biết. Con rùa nó vừa sống được ở trên khô, nó vừa xuống được ở dưới nước, nó biết được cảnh giới. Con rùa nó không có bay lên trên, nhưng mà nó biết được có cảnh giới trên bầu trời. Nó biết được ở trên trái đất này có sự sống, và nó biết ở dưới nước kia có sự sống. Nó vừa biết ở dưới nước, nó vừa biết ở trên khô, nó vừa biết ở trên không.
Con cá thì không biết. Mình là những con cá đang sống trong hồ, trong biển khổ. Mình không biết những cảnh giới khác. Chứ đâu phải là không có đâu. Đâu phải là không có. Cho nên cái hình ảnh tu chứng á, hình ảnh tu chứng á, là con cá chép khi mà nó thoát kiếp, nó hóa cái gì? Nó hóa rồng, nó hóa long. Đây là một cái hình ảnh rất đẹp, biểu tượng cho sự sống của chúng ta. Tôi đã hóa là không hóa rùa mà hóa rồng luôn. Tôi bay luôn. Mà tôi đã bay rồi là tôi biết hơn cả bác. Bác thì ở dưới nước, bác bay, bác lồm cồm trên đất là xong rồi. Cho tôi ở dưới nước là tôi lên được trên khô và tôi lên cả trên trời luôn. Tôi đi khắp các cảnh giới. Cảnh giới cá hoa lồng. Một hình ảnh rất là thơ, rất là đẹp. Từ một con cá lặn lội ở dưới nước bay hẳn lên trên bầu trời. Đó là lý tưởng cao đẹp mà con người hướng tới. Rồng là một cảnh giới chúng sinh cao cấp mà con người ta muốn vươn lên. Đã là rồng rồi đó, không có chim chóc nào hơn cả. Ẩn hiện trong mây, sống ở khắp tất cả các chốn. Đó là lý tưởng cao cả của chúng ta. Sáu cảnh giới: thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Sáu cảnh giới của chúng sinh. Đó là những cảnh giới mà Đức Phật giới thiệu cho mình biết. Nhưng sáu cảnh giới đó không chờ phải tìm kiếm đâu xa. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, mình có thể là cũng đã trải qua những cảnh giới đó. Nếu mình chỉ cần ý thức một chút, mình cũng biết những cảnh giới đó nằm ngay trong tâm thức của chúng ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu ai muốn biết cảnh giới của chư Phật ba đời, hãy nên quán chiếu pháp giới tính. Tất cả các pháp giới, tất cả sự sống đều do tâm mình tạo ra. Đều do tâm mình tạo ra. Kinh cũng nói: tâm như công họa sư, họa chủng chủng thế gian. Tâm của mình nó giống như là một anh họa sĩ vậy đó. Nó giống như Phật tử Đức Bạch đang ngồi ở kia vậy đó. Một họa sĩ gần 90 tuổi đời. Một họa sư. Họa sư là ông thầy họa luôn. Không chỉ họa sĩ mà là thầy của họa sĩ. Vẽ tất cả các pháp của thế gian. Muốn vẽ mây thì mây. Muốn vẽ núi thì vẽ. Muốn vẽ trời thì vẽ. Muốn vẽ chùa Tịnh Thất hiện như cũng vẽ luôn. Tâm nó biểu hiện, nó cảm nhận như thế nào, nó sẽ hình thành nên cảnh giới như vậy. Tất cả đều do tâm mình tạo. Có những khoảnh khắc mình sống với một cái trạng thái nhẹ nhàng, thảnh thơi, an lạc. Một lúc nào đó chiều chiều đứng trước sân, nhìn thấy lòng mình nó nhẹ nhàng, nó bay bổng trên mây, nó thấy nó hạnh phúc vô cùng. Thậm chí là mình vừa cầu cái gì cái mình thấy nó được cái đó. Mình đang sống ở trong cõi trời đó. Mình đang sống ở trong cõi trời đó. Tâm thức mình đang nhẹ nhàng sống bay bồng ở trong cõi trời. Muốn bay lên bầu trời là bay à? Một chiếc vé máy bay là ngày hôm sau có mặt ở Việt Nam. Mình bay được đó. Mình có thần thông mà. Thần thông mình có thể bay được. Chẳng những bay được mà cỡ như là mình còn có được cái thiên nhãn nữa. Thiên nhãn nữa. Muốn thế giới này biểu hiện cái gì, muốn xem cái gì, bật television thấy hết. Lỗ tai mình cũng chứng đắc, nghe được tất cả các pháp giới. Radio mở lên biết hết.
ở quê nhà mình có chuyện gì nghe hết. Mình muốn nói chuyện với chồng mình, vợ mình ở Việt Nam, cha mẹ mình ở Việt Nam. Đây, iPhone, thậm chí giờ chỉ cần quẹt một cái nữa là nói luôn. Nói rồi còn nhìn vô nữa. Đấy. Có phải là cầu được ứng thấy không? Muốn là được. Chúng ta đang sống ở những cảnh giới phước báu của cõi trời. Cho nên cảnh giới trời là cảnh giới của phước báu. Chúng ta có phước, chúng ta làm những điều thiện, chúng ta làm được những điều lành, chúng ta đầy đủ những tiện nghi vật chất để giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Phước báu, phước báu này do mình tạo những điều lành mà có. Mình đang sống ở trong một cái môi trường của đất Hoa Kỳ này cũng là người đang có phước báu. An ninh được bảo đảm, lương thực được đầy đủ, văn hóa được tiếp cận với nền văn minh tiên tiến của nhiều nước trên thế giới. Cái gì nữa? Bảo hiểm, an sinh. Cái gì cũng đầy đủ hết á. Cái gì cũng đầy đủ hết á. Phước báu đấy. Phước báu đó. Nhưng mà cái đây là cái phước báu hữu lậu. Phước báu hữu lậu. Cái phước báo hiệu lậu là những cái mình gặt hái thông qua những việc làm thiện của mình để hoa trái nó đến với mình. Mà cái này mình không tạo phước, mình không tu á, xài nhiều nó cạn, xài nhiều nó cạn. Chúng ta đang sống ở cảnh giới trời mà mình không biết. Nhưng mà khổ lắm, không thích ở cảnh giới trời. Lâu lâu cũng đi dạo qua vài cảnh giới chơi, quay lại làm cõi người. Lúc thì cười cười, lúc thì khóc khóc, lúc thì buồn buồn, lúc thì vui vui. Rồi có những lúc là mình sân giận, mặt mày mình giống như ông tướng trời, nhìn tao quảng hồn quảng vía. Mình đang ở cảnh giới Atula, mình thích làm ông trời, cho nên mình chiến đấu với những ông trời. Lúc bây giờ cái sân giận nó bực tức lên, cái hiếu chiến, cái hiếu thắng của mình nó trỗi lên, bị chi phối bởi sân giận. Có những lúc mình cũng thử xuống súc sinh coi thế nào, coi cảnh giới này nó làm sao. Những cái dục tính trong mình nó trỗi lên, cái tính của thú. Có những lúc mình mê muội, mình ngu si cảnh giới của thú. Thú nó không có trí tuệ, nó không có nhân văn, nó không có đạo đức. Cái tình thức thì nó có, ý thức về sự sống thì có, nhưng mà sống theo bản năng. Nó không có một cái phẩm trật đạo đức như con người, mà nó sống bằng bản năng. Có những lúc mình sống theo bản năng nhiều lắm, sống theo bản năng nhiều lắm. Mình đang ở trong cảnh giới thú. Có những lúc mình bị đầy đọa trong một cảnh giới mà mình cảm thấy mình không biết có chịu nổi cái áp lực này không, không biết có qua được cái hoạn nạn này không. Đau khổ lắm, tối về khóc một mình. Mình đang bị đầy đọa ở trong cảnh giới địa ngục. Cho nên mình thấy á, cuộc sống này nó có cảnh mà nó cũng có tâm. Cảnh giới trời là cái mình chưa đạt, nhưng mà tâm để sống trong cảnh giới trời ta có. Cảnh địa ngục ta chưa thấy, nhưng tâm địa ngục ta đã bị đầy đọa. Cảnh giới súc sinh là những con thú nó chạy trên đất, nó bơi dưới nước, nó bay trên không. Đó là cảnh chúng súc sinh. Còn tâm súc sinh là những lúc nó trỗi lên trong tâm thức của mình. Nói xin lỗi là có những con người sống đầy những cái thú tính, đầy những cái nhục dục, đầy những cái cám dỗ của thú tính.
Một ngày như vậy mình bơi lội và mình bay bổng trong lần quần các cái cảnh giới này. Nhất thiết duy tâm tạo. Vậy thì trong những cảnh giới sống này á, mình thích cảnh giới nào? Cảnh giới trời, cảnh giới người. Còn những cảnh giới khác thì mình không muốn. Cái tâm của mình nó giống cái gì quý vị? Nó giống cái tivi, nó giống cái television. Nó có nhiều kênh ở trong tâm. Có nhiều lúc mình mở một cái kênh ra, mình thấy hạnh phúc, an vui. Nó hiện ra những cảnh giới của trời, mây, non nước, của tiếng chim hót, của những lời ca, của những cái điều lành mạnh. Có nhiều lúc mình mở những cái kênh ra, đầy những cái bạo động, đầy những cái chiến đấu, đầy những tiếng súng. Có nhiều lúc mình mở cái kênh ra, đầy những cái sự cám dỗ, đầy dẫy những cái nhục dục. Có những lúc mà mở một cái kênh ra, mình thấy một cái nơi cảnh giới mà đầy đọa những đau khổ. Xem xong một cái kênh tivi mà có bông, có hoa, có chim hát, rồi có lời ca, xem xong thấy hứng thú vui khỏe trong lòng. Xem những cái thước phim mà bạo động rồi chiến đấu, xem xong mệt nhòi, chịu không nổi, ngủ không yên. Tâm của chúng ta là một cái television và nó có nhiều kênh. Nhưng mà nó không chỉ có 6 cái kênh đó đâu, nó còn nhiều kênh nữa. Nhiều kênh nữa. Kênh của các vị A-la-hán thinh văn, nhờ tư tu 4 chân lý màu nhiệm. Kênh của các vị duyên giác Bích Chi Phật, nhờ thấu hiểu được duyên sinh. Kênh của các vị Bồ Tát và kênh của chư Phật. Nhiều kênh nằm trong này lắm. Ngoài những cái tâm thức chúng sinh, chúng ta có kênh của Đức Phật, kênh của một vị Bồ Tát, kênh của duyên giác và kênh của thanh văn. Trong khoảnh khắc nào đó, những cái khổ đau của kiếp người, mình quán chiếu, mình nhìn sâu thẳm, mình thấy được căn nguyên của khổ đau đó. Mình thấy được khổ, mình thấy được cái nguyên nhân để dẫn đến khổ. Và khi khổ, khi nguyên nhân khổ có mặt, mình quán chiếu sâu, mình thấy mặt bên kia nó còn có cái hạnh phúc. Và nó có cái phương pháp, nó có con đường để dẫn đến hạnh phúc. Mình thấy những cái sự thật nhiệm màu đang hiển lộ trước mình. Mình tìm cái niềm hạnh phúc ngay trong khổ đau đó. Và mình thấy mình đang bị đạp gai thì hãy rút gai ra. Mình đau bụng, mình uống thuốc đau bụng. Hạnh phúc có mặt ngay lúc đó. Đó là cái tâm thức của A-la-hán. Rồi một khoảnh khắc nào đó mình ngộ được chân lý vô thường. Mình thấy được tất cả các pháp do duyên sinh. Mình đang ở cảnh giới của Bích Chi Phật, của duyên giác Phật. Rồi mình thấy được là tâm nguyện đại thừa của các bậc thượng nhân, lấy cái hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình. Ta không thể nào mỉm cười khi mà người đang khổ đau. Ta không thể nào mà ăn sung mặc sướng khi người còn thiếu cơm thiếu gạo. Lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, chia sẻ với đồng loại, tu bốn tâm vô lượng. Chúng ta đang sống trong cảnh giới của Bồ Tát. Và mình thấy một khoảnh khắc nào đó mà mình thấy cái tâm mình, cái niềm an lạc tuyệt nhiên, nó vượt lên cả những cái vui buồn của thế gian. Vui là cảm xúc mà buồn cũng là cảm xúc. Hạnh phúc cũng là cảm xúc mà khổ đau cũng là hạnh phúc. Vượt lên những cảm xúc đó, mình thấy tâm thánh thiện xuất hiện. Bao nhiêu nghiệp chướng phiền não nó rụ xuống. Tâm Phật đang hiển hiện ở trong mỗi chúng ta. Nếu muốn xuống địa ngục, muốn sống ở cảnh giới của súc sinh Atula, cứ tha hồ làm ác, cứ sản xuất súng cho thật nhiều, dao mã tấu cho thật nhiều, thuốc độc cho thật nhiều. Muốn trở thành con người, hãy sống với 5 nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật dạy. Muốn lên trên cõi trời thì hãy tu 10 điều lành, 10 thiện. Và cứ như vậy, mình cứ nâng lên,
để mình được tiếp cận, mình được sống với các vị thánh, các vị A-la-hán, các vị Bích Chi Phật, Bồ-Tát Phật và các Đấng Thế Tôn của chúng ta. Vậy bây giờ quý vị muốn mở kênh gì? Muốn mở kênh gì? Cái kênh người là cái kênh có sẵn rồi, không cần mở nữa. Kênh trời hả? Được đó, nhưng mà cũng không phải là đỉnh cao. Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát cũng là những cái cấp để mình bước tới. Nhưng mà lý tưởng cuối cùng là phải làm sao ngồi để có hoa sen. Phải ngồi để có hoa sen. Mình thích ngồi trên hoa sen. Khi mà niềm vui đến là mình tặng hoa cho nhau. Đó là ước vọng, đó là lý tưởng. Mình muốn mình là bông hoa, mình phải ngồi trên hoa. Mình phải làm Phật. Cho nên trong một thời kinh, một thời sám hối, mình tụng cái gì? Ngã kim bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thinh văn duyên giác cập quyền thừa Bồ Tát. Hôm nay con sám hối nghiệp chướng nè, con lễ Phật tụng kinh nè, con không có cầu làm thanh văn, con chưa thưa trước với Phật á. Thôi cho con làm duyên giác, con không cầu. Cho con làm Bồ Tát, quyền thừa Bồ Tát, tức là một cái cảnh giới cao. Không, chứ con cầu cái gì? Con lên ngồi với Ngài. Duy y tối thượng thừa chư vị gì đó, thì quý vị thuộc rồi đó. Con lên ngồi chỗ Ngài. Đạo Phật là một tôn giáo duy nhất trên thế giới này mà không phải chúng sinh lên ngồi quỳ dưới chân Phật. Không có. Lên ngồi ngang với Đức Phật. Đức Phật không bao giờ là một vị trí độc tôn. Bởi vì Ngài với tuệ giác siêu việt giữa cuộc đời mà chúng ta tôn quý Ngài, chúng ta gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là đấng tôn quý trên đời. Nhưng nếu có một chúng sinh nào đó tu hành giải thoát giác ngộ vẫn được thế gian tôn quý. Trong những cái bài kệ tỳ ni á, mà buổi sáng mấy thầy mấy sư cô mà xúc miệng á, hay đọc: sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy ba hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Sáu khẩu liên tâm tịnh là mở mắt ra, con súc cái miệng của mình cho thật sạch. Súc miệng cho thật sạch có nghĩa là mình súc miệng là cho những cái cấu bẩn, những cái mình ăn uống, những cái phần thô nó dính trong răng, nó dính trong lưỡi, nó dính trong lợi, mình tẩy trừ cho sạch. Nhưng đồng thời mình cũng tẩy những cái nghiệp chướng của miệng, của khẩu nghiệp. Cái người mà không súc miệng khi mà nói chuyện người khác làm gì? Nói nó hôi. Nhưng mà mình quán tưởng đó là những nghiệp chướng. Còn cái người á mà miệng thơm thì như thế nào? Là dễ chịu. Dễ chịu. Cũng vậy, khi mà mình mở lời, mình nói những cái lời hay, ý đẹp, những cái ái ngữ á, vẫn thủy bá hoa hương mà. Nói ra như là bông, như là hoa đó, để cho người dễ chịu, để cho người cảm nhận. Nhưng mà cái dễ chịu ở này không phải là ý ngữ nha quý vị. Quý vị nhớ là ý ngữ khác với ái ngữ. Ái ngữ là nói những lời yêu thương, ý ngữ là nói thêu dệt. Không có nói cho có. Nói những lời yêu thương. Đó là nghiệp khẩu của mình. Khi mà mình tẩy trừ những cái nghiệp chướng nó ra rồi đó, nó trở nên thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, thì lúc đó là mình sống chung với Phật. Chung với Phật. Cái lời nói của mình đã xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ tâm. Tâm tịnh sẽ nói những lời tịnh, mà tâm nhiễm ô thì nói những lời gì? Quý vị hiểu rồi.
Tụng kinh mỗi ngày quý vị thường đọc là gì? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Đời đời kiếp kiếp xin được đồng hành với các vị Bồ Tát, đồng hành với các vị Bồ Tát đi trên con đường Phật để đạt đến quả vị Phật. Con đang đi nhưng mà con phải lên, con ngồi trên cái hoa sen đó đó. Thành thử có những cái vị tổ nói là đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cõng Phật đi, cùng Phật ăn chung bát, cùng Phật ngủ chung giường. Mình ngủ với Phật mà mình không biết, mình đi với Phật mà mình không biết, Phật có ở trong ta mà mình không biết. Mình thấy sao mà Phật buồn quá, Phật lúc nào cũng lặng lẽ, Phật lúc nào cũng im ru, cho nên mình đi tìm kiếm những gì đó mà nó tưng bừng. Phật buồn thì mình phải tìm những người nói cho nhiều, Phật tĩnh lặng thì mình phải tìm những cái gì mà cho nó tưng bừng sắc thái. Càng tìm kiếm càng xa Phật. Khoảnh khắc nào mà tâm hồn tĩnh lặng nhất, niềm an vui tĩnh lặng nhất, lúc đó Phật hiện. Có những khoảnh khắc tâm mình giác ngộ, nhưng mình ít lắm, ít lắm. Một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ thì cái Phật nó hiện lên vài giây, nó giống như cái ánh sáng nó sáng lên cái rồi nó xuống. Còn nhiều mê không? Cho nên mình sống với tâm chúng sinh nhiều, mà tâm Phật nó chỉ lóe lên một chút xíu xíu xíu, thì hãy cố gắng lóe cho nó nhiều nhiều một chút. Mà muốn lóe như vậy thì hãy tắt những cái kênh kia đi, tắt bớt đi, tắt bớt những cái kênh chúng sinh, thì cái kênh Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật nó mới mở lên. Mà muốn như vậy thì phải gột rửa tâm ý, phải biết tu, phải sáng suốt để lựa chọn cái remote của mình mà bấm cho nó đúng chỗ. Nhất thiết duy tâm tạo. Một ngày trôi qua mình đã lăn lộn trong biết bao cảnh giới, thì hãy biết cảnh giới nào khổ loại trừ, cảnh giới nào sân hận chốt cửa lại, cảnh giới nào đầy những cái dục tính mình phải khóa cửa lại, và sống những cảnh giới thảnh thơi, hạnh phúc, tự do. Hãy là những áng mây trên bầu trời. Phải sống thảnh thơi như vậy. Hãy nhẹ nhàng như những áng mây. Hãy bay bổng như những áng mây. Hãy tinh khiết như những áng mây. Và biết tan hợp như những áng mây. Muốn vậy thì phải gột rửa tham ái, đừng chấp thù, đoạn trừ vô minh, sẽ có được kết quả an vui cho mình. Vỗ tay đi. Quý vị thư giãn một phút, xin cho nó thoải mái rồi sau đó mình tĩnh tâm. Mình sẽ tĩnh tâm 10 phút. Quý vị cố gắng bắt đầu chuẩn bị quay lại cái tâm thức để đi vào trong một cái kho truyền hình của mình. Mình coi thử cảnh giới nào mình nên chốt lại và cảnh giới nào mình nên mở ra. Những cái điều gì ở trong tâm thức mình cần phải phát huy, và những điều gì ở trong tâm thức mình cần phải loại trừ. Xin quý vị điều thân. Điều thân ngay thẳng, ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, lưng thẳng, đầu hơi cúi, mắt khép hờ. Lấy tâm thức của mình hãy quán chiếu vào hơi thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Cứ để cho hơi thở tự nhiên. Lấy không khí từ bên ngoài đưa vào mũi, thông xuống bụng, xuống đan điền, rồi để một chút, sau đó thở ra, quán chiếu những cái phiền não, những cái khổ đau từ trong tâm của mình nó đẩy ra ngoài.
từ cái vầm bụng đi ra và thoát ra khỏi mũi. Mình hãy quán chiếu hơi thở. Khi mà mình nghe một bài pháp, mình thấy lòng mình nó hoan hỷ, phải không? Nhưng mà ngồi với tâm tĩnh lặng và quán chiếu hơi thở, thấy nó còn hoan hỷ hơn nữa. Nó hạnh phúc hơn nữa. Nó nhẹ nhàng hơn nữa. Giáo pháp trong lòng mình màu nhiệm lắm á. Nguyện đêm công đừng này hướng về khâm tân càng Thế tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.